Hôm nay lại sưu tầm cho anh em một em Matiz SE đời 2004. Đó, cọp đây nha. Cái xe nó đẹp phải không? Thì anh chị nhìn vô trong cái phần nội thất này là biết này. Đây, từ những cái tem mạc này. Đó, tất cả cái thì phải nói là một mẫu xe đáng đồng tiền bất cả cho cô chú anh chị về sưu tầm đam mê. Em này đặc biệt cô chú anh chị mình nha, cái này lóng lạnh tất cả cái đang đều hoạt động hết nha. Đây, cái máy nổ giống như kiểu là một siêu xe này. Đó, anh chị thấy không? Nghe tiếng bồ mồm 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 không? Đó, thấy chưa? Đó, anh chị nhìn từng những cái táp bi này, táp lô này, hiểu chưa? Vô lăng này anh chị thấy không? Thật sự là quá mới luôn, không dấu mòn. Dành cho anh chị sưu tầm và đam mê. Đấy, táp bi này, anh chị thấy chưa? Nó mới luôn. Đó, anh chị thấy không? Cái này là không phải là sơn lại đâu nha, không phải là cái thay tắp đi mới đâu cô chú nhà mình. Đó, anh chị thấy chưa? Đời này thôi nhưng mà anh chị đang thấy, nhìn thấy nó quá mới. Đó. Nếu anh chị nào muốn siêu tầm đam mê một cái mẫu xe này, quý anh chị từ những cái keo chỉ ra, được cái màu xanh đọt chuối rất ok luôn. Đây. À, đây thì nếu mà cái phần nội thất của em nó thì anh chị không cần suy nghĩ. Được gia chủ là giải thêm một cái thảm trên cái bộ nỉ này cô chú chị mình nha. Đây, dở lên anh chị thấy chưa? Nó mới chưa? Từng những con ốc vít bù lon này. Đây, anh chị thấy chưa? Nó vàng ươm mà. Đó, tỉ mỉ, từng ly từng tí, từng chi tiết của chú chị mình, từ những cái tapi này. Anh chị thấy thật sự là nếu như để mà xin một cái mua một cái xe mà nó để nó mới như này thì thật sự là nó giống không khác gì một cái xe mới luôn. Từ cái tapi này. Đó, anh chị nhìn cái ổ khóa này. Đây 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 đây. Cái tem của em nó này, anh chị thấy chưa? Cái tem này. Đó, thật sự là phải gọi là em trông gọi là một cái siêu phẩm, cực phẩm của chú anh chị mình. Đấy, cái vỏ sơ cua của em nó đây quý anh chị này, tất cả cái lòng trong của em nó này anh chị thấy chưa? Đó, anh chị siêu tầm và đam mê một mẫu em Matiz đó quý anh chị nha, SE đời 2007 đó, cực phẩm quý anh chị. Tìm một chiếc thứ hai thật sự là rất là hiếm luôn. Đây, anh chị nhìn thấy cái ổ khóa này vàng ươm luôn. Đây, và tiếp tục em Trung sẽ mở luôn cái phần đây, anh chị nhìn thấy cụm đèn này, từ cái chữ Dago này, Matiz này, biển số Lâm Đồng. Đó, được cái màu xanh cốm rất đẹp luôn. Đấy anh chị, nếu anh chị nếu ở xa thì mình coi hết video, em Trung chỉ làm một khúc nhẹ nhàng cho cô chú anh chị mình sưu tầm thôi cô chú chị nha, chiêm ngưỡng một cái vẻ đẹp của em nó. Đây anh chị nhìn từng cái tapi này, thấy chưa? Thật sự nó quá mới luôn, nó không khác gì một con xe mới. Này, anh chị nhìn từ những cái tem mạc đời này thôi, nhưng mà để phải nói là để tìm một chiếc thứ hai như này thì thật sự là rất là hiếm. Đây anh chị, từng những cái nút cao su thì hầu như toàn bộ những cái xe người ta đã làm đồng bao lê này, mục người ta phải làm hết rồi, nhưng mà em này đang còn nguyên. Đó, nguyên zin nguyên bản. Đây, ổ khóa từ những cái, anh chị thấy từ những con ốc còn đang còn vàng ươm này, bảy màu tất cả cái. Tiếp tục đây, anh chị này, nếu mà để mà tìm một chiếc thứ hai như này thì thật sự là siêu hiếm luôn. Đây con chị này, đẹp chưa? Mê chưa? Cực kỳ là mê cho cô chú anh chị. Đây anh chị, táp lô này à. Thật sự là nó quá mới đi. Đấy, ổ khóa kìa. Đấy anh chị thấy chưa? Đây, táp bi cái cắn đằng bên phụ của em nó này. Tiếp tục em Trung sẽ dở luôn cái phần máy cho cô chú anh chị luôn. Đó, đây, mâm vỏ của em nó, được em nó thì đã lên được cái bộ mâm đúc rồi, cụm đèn ha. Đôi mắt huyền bí, đôi mắt huyền, logo này, đó, tất cả cái cụm đèn này. À, vỏ lốp này, đó, SE này, đấy, anh chị nhìn ra, cái này, cái ốp này anh chị thấy không, soi gương được luôn, soi gương luôn, đấy, tiếp tục, nói chung là chỉ có mỗi cái gọi là cái vẻ đẹp thôi, chiêm ngưỡng gọi là những cái vẻ đẹp thôi cô chú chị mình nha. Đây, em Trung sẽ để nổ luôn cái máy, đó, và quay luôn cái phần máy cho cô chú chị luôn, đó, thực sự là phải nói là một mẫu xe đáng tiền dành cho cô chú anh chị mình về sưu tầm, về đam mê, về chơi đó. Đây đây đây, tiếp tục cái cỗ máy của em nó cô chú chị mình. Đây, anh chị nhìn thấy cái máy của nó chưa? Sáng đẹp chưa? Vàng ươm chưa? Tất cả cái này. Đây là giá dành cho anh chị sưu tầm và đam mê đó, một em Matiz SE đời 2007 cô chú anh chị mình nha. Cực phẩm, cực phẩm, cực phẩm. À, coi xem cái ô đô chuẩn này, ô đô của em nó 135.000 à, cái máy của em nó thì nổ thôi rồi má ơi luôn. Đấy anh chị thấy không, cục số zin này, táp lô táp bì, tất cả cái thật sự nó không khác gì một cái xe mới đâu. Đây, anh chị thấy chưa, mới chưa? Đó, được gia chủ, nhưng mà anh chị thấy không, được, anh chị nhìn từng con ốc này vàng ươm luôn, nó đang còn
dấu chấm sơn nó còn luôn. Đấy, cái sàn của em đây, sàn của em nó đang còn sàn nỉ này đó, yêu chưa? Ừ. Nhưng mà được cái gia chủ xài rất kỹ xe này đó, và lót thêm cho em nó một cái lót thảm